triển gồm nó châu thế bạch chi nào trên thế giới luôn. Đây là các em chụp hình kỷ niệm. Hãy
chiều. Mấy em hướng đạo Philippines tới thăm đất trại. Mấy em mang bằng chuyên môn trên ngực rất là nhiều. Và bốn em mang bằng sân hướng đạo Phượng Hoàng. Anh quay lại cho anh dòm em chút cho thấy cái background này để anh đang video mà chuẩn linh phước duy linh xe con linh xe kia này và đi vào con linh không có xe lăn okay. Không có đi xa được đứng được anh thấy mình đâu có cái thế này mới thấy mình để em sẽ chờ cả câu chuyện với cả chuyện việc nó chuyện dưới cờ nói về chuyện dưới cờ hiện ở bên trong xe xích lô giống như xe xích lô nhà cửa cổ ốc bên Philippines đang mới cất